Đời nó quá buồn luôn, quá thê thảm luôn. Từ ngày mình tiếp quản cái quán quan trọng này, sao cảm giác đời nó buồn thế không biết gì. Được rồi, mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi, không để tình trạng này nó kéo dài mãi được. Không thể thế được. Chú phải lôi người ta lại nhá, giữ tay người ta, khuyên can, vận động, phân tích cho người ta hiểu. Thế chú lại để người ta tự tử như thế thì còn... Rồi ơi, bác Quân ạ, đầu tiên ý là em cũng là chỉ định là dọa thôi. Ai ngờ cái mụ vợ mụ chu chéo lên, ơi anh ơi, anh không thể chết được đâu, vợ chồng mình còn chưa đi hết đoạn đường còn lại, đấy. Thế mà vừa nghe thấy xong ông ấy lại cười nhếch mép cái nhảy tõm xuống sông luôn. Đến giờ này là vẫn chưa tìm thấy xác. Ôi dồi ôi, bố cái thằng khỉ để ngu thế không biết được. Đến tôi với chú là cái loại đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão, còn chưa dám tự tử nữa là nó. Rồi, em còn đang nghi là nó còn chẳng có cơ hội để mà đội nữa cơ. Và bác Quân này, hả? Nếu nó chết ấy, thì mình có đi viếng không được? Tùy chú. Dạ, báo cáo, em Tùy, con bố tiện đây ạ. Dạ, biệt danh là Tùy đẹp trai, cơ to. Báo cáo, hết. Dạ, có lẽ em đang mơ ạ. Thì chả mơ thì sao? Này, cái việc đám ma này nhé, chú phải bàn thật kỹ với anh em ở trong hội. Vâng. Nhé, tập hợp lại toàn bộ anh em, xem là cái việc phúng viếng nó thế nào, đúng không? Để còn, tôi còn về tôi còn góp tiền. Thì bác bao nhiêu thì em bấy nhiêu. Tùy. Em đã bảo Tùy em điểm danh rồi, các bác còn cứ hỏi em mãi nhé. Khổ quá, bọn tôi đang bàn về cái việc đám ma. Hay là bọn tôi bàn to quá là ảnh hưởng đến giấc mơ của chú, thì bọn tôi sẽ bàn nhỏ nhá. Tùy tiện. Đúng rồi, đây, em đã bảo là bố em chết rồi, các bác còn gọi tên làm gì. Quá. Thôi chú ơi, cái việc này còn bàn còn dài lắm. Thôi anh em mình đi ra chỗ khác bàn. Vâng. Để đỡ ảnh hưởng đến giấc mơ của nó. Đi. Rồi, chào nhá. Chào nhá. Dạ, hai bác lại nhà. Ôi, không được rồi. Cứ cái đà này không thể được. Mình phải tuyển nhân viên mới được. Được rồi. Ngọn nến thứ 20. Ôi. Nhưng mà em bấm rồi, cả ngày âm lẫn ngày dương, cả của cụ nội rồi kỵ nội rồi ông nội này, cả bên hai họ dòng tộc nội ngoại, làm gì có ai sinh nhật đúng vào ngày hôm nay đâu mà anh lại tổ chức. Ông cũng chả biết cái gì cả. Thế ông có nhớ cái váy màu hường
mà nó có đính ngọc trai kim tuyến lung linh lấp la lấp lánh mà tôi mặc vào một cái là ông chố mắt ông nhìn không. Cái này thì em hiểu ý anh rồi. Chính vì cái váy màu hường lấp la lấp lánh đấy mà em lại rất yêu anh. Nhớ được thì tốt. Vâng. Tính từ cái ngày mà ông tặng con cái váy ấy đến nay thì nó cũng được khoảng 20 tháng rồi đấy. Đúng rồi. Đắp 20 ngọn nến này này. Thế là anh tổ chức... Tôi định làm một cái lễ gọi là cái lễ tiễn em nó về thế giới bên kia. Nhưng mà nó bị làm sao mà phải tiễn ạ? Hôm qua tôi lôi ra tôi kiểm tra ấy, thì là tôi phát hiện ra là dán nó lại ăn mất một mảng rồi. Cho nên là hôm nay tôi làm cái bánh này để tôi tiễn cái váy về thế giới bên kia. Mà tôi cũng đang nghĩ xem là không biết có nên bảo ông mua tặng tôi cái váy mới không? Anh cứ đùa, sổ lương của em thì anh cầm rồi. Thế bây giờ anh bảo là em lấy đâu ra để mua cái váy mới cho anh ạ? Cái đấy thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Thế còn quá trình mà ông phấn đấu tiến độ như thế nào ấy là việc của ông. Mà ông ý kiến ấy còn nhiều làm cái gì? Tốt nhất là ông nên ông dao lau chùi dọn dẹp nhà cửa rồi quét tước giặt quần áo đi. Thì đấy là bổn phận và nhiệm vụ của em mà. Anh cứ việc sinh nhật tiếp đi. Anh cứ tiếp tục happy birthday to you đi. Em để em vào em thổi cơm em lau nhà. Anh ạ, em xin phép em vào làm nhé. Anh có châm đến em châm tiếp. Thôi đi. Vâng, em đi. Anh Tuy. Ui giời. Anh Tuy điện thoại đi ạ. Ôi giời ơi, chào cô Hương. Trời ơi, cái tình hình buôn bán thế nào rồi? Anh nói đi để em biết đường em còn tính chứ. Tôi cũng đang viết cái bảng để tuyển nhân viên đấy kìa. Đấy, tôi cũng phải tuyển một cái cô nào đó, cô ấy về cô giúp việc cho tôi. Để tôi còn có thời gian rảnh rỗi để đi xí sớm một tí. Chứ thế này, mệt lắm. Cây không muốn lặng, nhưng mà gió nó chẳng đừng gì cả. Mệt lắm cô ạ. Đêm nhá. Nhìn cái body của bác cái này làm sao mà sợ nó bị lặng xuống được. Bác yên tâm đi, là gió nào nó phần phật nó đưa lên. Thì mà em thấy nhá, cái ý kiến bác bảo là bác tìm người là em thấy chuẩn đấy. Bác tìm sớm đi nhá. Đúng rồi. Số điện thoại của em là bác có rồi. Có gì bác cứ gọi điện thẳng cho em. Giúp được cái gì em giúp liền tay luôn. Đấy, cũng nhờ các cô các chú mà tôi hòa nhập nhanh được ở khu vực này. Ê, trời ơi, đúng là phúc đức nhà tôi đến 8 đời đấy. Được rồi. Có gì thì cứ tùy, bác tùy nhá. Em xin phép em về, bác tùy nhá. Ôi. Hello, bonjour, ni hao, how are you? Này em ơi, em là cô gái hay nàng tiên đấy hả? Nhìn này mà còn phải hỏi à? Tất nhiên là cô gái rồi. Thì anh cứ gọi hỏi nó cho chắc cú, chứ không lại gặp cú đêm thì chết. Vớ vẩn. Này em ơi, em, thế em đứng đây làm gì đấy? Hỏi vô duyên thật đấy, anh không nhìn thấy... em đang đứng đường à? Anh không thấy trước mặt em là đường à? Ui, thế à? Thì anh lại tưởng là em đang đứng ở gốc cây. Biến. Biến thì biến nhé. Anh. Biến luôn. Lâu quá rồi không gặp nhau. Dạo này anh thế nào ạ? Vẫn bình thường thôi. Vẫn khỏe mà. Nhìn anh như thế này thì chắc là làm ăn cũng khá khẩm lắm đúng không? Thế chúng mình quen nhau à? Ok anh. Bọn mình quen nhau từ kiếp trước cơ mà. Ngày nào em chả đứng ở đây đợi anh. Mà anh nói thật này, anh cũng chẳng nhớ là mình đang đứng ở đâu, trong hoàn cảnh nào và thời gian nào nữa. Gớm quá cơ. Đây là đường Trần Duy Hưng chứ còn đường gì ôi nữa. Ôi. Cáo già còn đội lốt thỏ non à. Muốn chén thì cứ chén đi.
chén đi. Ở đâu? Chén mình rơi kìa kìa. Nhây. Cảm ơn cô. Dạ. Thế cô là ai mà cô từ đâu đến đây? À, em là em ở cái đường gì mà cái gì Hưng Hưng. Ôi giời ơi, Trần Duy Hưng. Đúng rồi. Lạ gì? Thật ra là em mới ở nhà quê nên mà lên đây lấy chồng. Cho nên là em cũng chưa có thường đường cái gì ở đây cả. Biết rồi. Ôi giời ơi, sao mình đen thế nhỉ? Cô từ giấc mơ ra hiện thực thôi, nó có một tí này thôi. Thế sao mà teo tóp thế này nhỉ? Sao dỗ chạp thế? Ôi, thế nhà anh có dỗ à? Không dỗ chạp cả. Tôi nói bâng quơ mà, nói vu vơ mà. Không ảnh hưởng gì nhá. Tóm lại cô đến đây có việc gì? Thật ra là em cũng không mua cái gì ở nhà anh cả. Muốn gì? Em là em muốn muốn chén luôn, đi luôn. Dậy, chén anh rơi kìa. Ui, quái lạ thật. Dạo này người ngợm mình làm sao, nó cứ bâng quơ, nó cứ bâng khuâng thế nào ấy, không tập trung một cái quan trọng gì cả. Này, thế tóm lại bây giờ cô đến đây có việc gì? Thật ra là em nhìn thấy cái biển tuyển nhân viên. Rồi. Vâng. Tuyển nhân viên. Vâng. Tuyển nhân viên. Vâng. Tôi không tuyển nhân viên như cô nhá. Ôi chị em làm sao mà anh không tuyển em? Ôi trời ơi. Mà mình chỉ tuyển nhân viên thôi nhỉ? Chứ có gái gú chó gì đâu mà cần. Thôi được rồi. Thế tóm lại là cô nộp hồ sơ thôi nhỉ? Hồ sơ là gì anh? Cô này, cô đến đây cô tuyển nhân viên, thế cô không mang hồ sơ, tôi biết lý lịch nhà cô thế nào? Trời ơi, nói thật với anh nhá, từ trước đến nay thì em chả bao giờ em phải cần hồ sơ để em đi tuyển nhân viên cả. Anh có biết không? Này, em nói cho anh biết nhá. Rồi. Em là em làm được rất nhiều việc nhá. Từ rửa bát, rửa đĩa, rửa chén cho tới nhá, bán thịt nhá, bán cá, bán tôm. Thì em làm được tốt. Quá khủng luôn. Anh biết không, ngày xưa nhá, em đi làm ở cái nhà hàng Tiên Tra ấy. Rồi. Mà nhà hàng đấy nhá, nhân viên nhá, toàn người đẹp như tiên ấy. Toàn người đẹp như tiên. Mà trong vài tháng ấy, em làm vỡ có vài chồng bát đĩa thôi. Chứ mà người ta bảo em nhá, em là người ấy, phá vỡ cái kỷ lục làm vỡ bát đĩa ít nhất ở đây. Tốt. Thế nhưng mà vài hôm sau người ta lại đuổi việc em. Người ta bảo em là ở đây người ta không cần người nhân tài như em. Thế nào em thất nghiệp đấy. Tốt quá. Tốt à? Người ta đuổi việc em là đương nhiên rồi. Em làm đấy một thời gian ngắn thôi mà em làm vỡ ngần đấy bát đĩa, người ta không đuổi em mới là lạ. Mấy ở nhà hàng nó phá sản. Ôi trời ơi. Quái lạ thật. Mình đây cần gì cái nhân tài như thế này thôi. Gặp hạn rồi. Ôi giời ơi. Thôi, bây giờ thì mình làm phúc để tích thêm tí đức vậy. Ok, cái gì đi anh? Hồ sơ. À, hồ sơ à? Đây, bu. Thế cho tôi biết họ tên nhỉ? Nhưng mà tên em thì hơi xấu tí. Xấu lắm. Bán hàng đây người ta không hỏi tên, xấu hay đẹp không quan trọng nhá. Nào, họ và tên. Đậu Thị Chim. Đậu Thị Chim. Đờ Âu Đâu Đậu Nặng Đậu Thị Chờ Y. Này. Dạ. Thế chim của cô có ê không? Chim em làm sao anh? Có ê không? Thật ra mà ấy, ngồi nãy giờ ấy thì chim em cũng hơi ê ấy. Ôi chị, anh ơi, sao chị? Tôi không sao nhá. Tôi hỏi cô là chim ấy, tên cô là chim hay là chiêm? Chứ có ê không ê liên quan chó gì mà cơ đấy vậy? Thế họ tên chồng? Chồng em là Quy. Quy. Vâng. Thế Quy U Y dài hay là Y ngắn hả?
Ôi chị, chị anh thì hỏi buồn cười. Em thì em mới biết có một cái. Chị em cứ biết nhiều cái đâu mà anh bảo em cho tránh làm sao được. Biết một cái, không phải biết nhiều cái gì. Thôi bây giờ thế này nhé, cô về nhà, cô bảo chồng cô đến đây để tôi thập mục sở thị xem anh ấy dài hay ngắn nhé, rồi tuyển. Anh nhìn mình buồn cười nhỉ. Thế em đến này em tuyển nhân viên, chứ không phải chồng em đâu mà anh đòi mục sở thị cho chồng em. Chị anh đưa đây để okay, này. Thế bây giờ này nhá, ghi quan hệ vào rõ ràng nhá. Quan hệ quan hệ hai lần trên một ngày. Hai lần trên một ngày. Này chị ơi, chị đứng dậy cho em cái. Chị đứng dậy. Chị đứng lên. Chị đứng lên làm giờ cái. Chị đứng nghiêm cho em cái. Vâng, em đứng nghiêm đi ạ. Em chắp tay, em lạy chị. Ôi trời ơi anh ơi. Em van chị. Ôi anh ơi. Em lạy chị nhân viên. Anh ơi buồn cười quá. Ôi chị làm nhân viên ở cái quán này sướng nhỉ anh nhỉ. Này còn được cả ông chủ này thế này nữa hả? Chị ơi, thôi em bảo này. Dạ. Cái chỗ cửa hàng tạp hóa quan trọng của em thế này, nó không cần cái người mà nó mẫu mực như chị đâu, không cần giỏi giang như chị đâu, không cần như chị đâu. Thôi, chị lướt. Lướt. Ơ kìa, anh thì nó thật à? Lướt, con lướt vào trong. Đi đi. Ôi giời ơi, sao mình lại gặp cái quả này nó khó đỡ thế này. Thôi, mình phải xem lại cách mình tuyển nhân viên thế nào mới được.